Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 10 2022. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp xúc cử tri ở huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành. Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đối thoại với cán bộ đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2022. Các cấp hội phụ nữ Trà Vinh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm cho lao động nữ, giúp họ tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 10, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Dương Hoàng Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà Trần Thị Kim Trung, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang, bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, ông Thạch Giàu, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Hiệp Mỹ Đông và Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh những vấn đề bức xúc gồm các tuyến đường đan liên áp trên địa bàn hai xã phần lớn xuống cấp cần được nhà nước đầu tư sửa chữa. Hệ thống thủy lợi cánh đồng Tây, cánh đồng Năng bị bồi lắng cần được nạo vét đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất và nuôi tôm. Giá vật tư phân bón thức ăn nuôi tôm tăng cao trong khi giá lúa, giá tôm không ổn định ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân. Nhà nước xem xét lại chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng cho xây nhà tình nghĩa hiện nay là quá thấp, cần nâng lên 70 triệu đồng. Vì giá cả vật tư đều tăng cao, nhà nước vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế nhằm thực hiện đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng việc cấp giấy bảo hiểm không kịp thời, việc thiếu thuốc trong điều trị chữa bệnh cho người dân tham gia bảo hiểm y tế cần sớm được khắc phục. Chính sách chế độ phụ cấp cho cán bộ ấp xã còn thấp cần được điều chỉnh nâng lên. Tuyến đường giao thông Hương lộ 35 đoạn Hòa Thịnh xã Mỹ Hòa đến cải già trên xã Hiệp Mỹ Đông cần được mở rộng thêm vì đoạn này nhỏ hẹp, khúc quanh rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Chính sách trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công cần được nâng lên cho hợp lý với tình hình mới hiện nay. Các chính sách quyền lợi của người dân xã An Toàn Khu cần được nhà nước quan tâm thực hiện sớm. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các sở ngành tỉnh liên quan giải trình và tiếp thu ghi nhận. Phát biểu với bà con cử tri hai xã Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng những kiến nghị của bà con cử tri rất xác đáng, những nội dung trả lời của lãnh đạo địa phương, các sở ngành cũng rõ ràng, cụ thể. Riêng những vấn đề thuộc trách nhiệm tỉnh và trung ương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận và hứa sẽ kiến nghị sớm các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng thông tin đến bà con cử tri tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2022, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những chủ trương, giải pháp của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sắp tới. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Hòa Thượng Thạch Sóc Xanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, bà Thạch Thị Sa Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, bà Kiên Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hòa Lợi. Qua các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Hòa Lợi, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lợi đã tiếp thu giải trình thỏa đáng các vấn đề mà cử tri quan tâm như giải quyết nước sạch, sử dụng sinh hoạt cho 4 hộ dân ở ấp Kinh Sáng, đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường đan ấp Triệu Phong do đang xuống cấp, tăng cường kiểm tra giám sát việc niêm yết và bán thuốc chữa bệnh theo giá niêm yết của các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn. Tình trạng khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc điều trị của các nhà thuốc tư nhân. Tình trạng hộ nghèo vay vốn 5 năm đáo hạn trả vốn và lãi một lần vượt khả năng của hộ nghèo. Đề nghị người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ 75 tuổi và chúc thọ người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Nâng mức phụ cấp cho cán bộ ấp khóm và tập huấn tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy cho người dân ở khu dân cư. Cũng tại buổi tiếp xúc, bà Thạch Thị Sa Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Trà Vinh và huyện Châu Thành. Đồng thời thông tin một số chính sách mới có liên quan đến người dân như chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhà thầu thi công công trình bắt buộc đơn vị thi công phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trình. Ngày 21 tháng 10, Ban Dân vận huyện ủy tiếp cận sơ kết một số hoạt động trọng tâm của công tác dân vận 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Theo đánh giá của Ban Dân vận huyện ủy tiếp cận, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã thực hiện khá tốt công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân của một số ngành địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Trong công tác vận động thiếu tính sáng tạo nên chưa thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia. Công tác phối hợp hoạt động dân vận giữa các đơn vị từng lúc chưa chặt chẽ, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong từng hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa đồng bộ, thiếu tính thống nhất trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, Ban dân vận quyền quỹ Tiểu Cần đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh trà Vinh đến năm 2025. Lãnh chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục quan tâm hướng về cơ sở để theo dõi hoạt động, uốn nắn, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội hoạt động đảm bảo chất lượng. Thường xuyên nắm bắt kịp thời dư luận xã hội những hiện tượng có dấu hiệu bất ổn để tổng hợp, đề xuất cấp ủy lãnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Quan tâm thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên củng cố phát huy những nhân tố tích cực, lực lượng cốt cán trong dân tộc, tôn giáo để nâng cao hiệu quả trong công tác nắm tình hình, giúp cấp ủy Đảng lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 21 tháng 10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Càng Long sơ kết hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp kịp thời tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó đã góp phần thắng lợi vào chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 đạt trên 110 tỷ đồng, với hơn 3.800 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tổng doanh số thu nợ đạt 63,5 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhũ, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề nghị các thành viên ban đại diện cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, tích cực thực hiện tốt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch quý tư năm 2022. Đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, tăng cường công tác thu hồi nợ khó đòi, giảm nợ quá hạn và nợ xấu để nhanh tiến độ thu hồi nợ. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra các hội đoàn thể giám sát, việc vay và sử dụng vốn vay và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chính sách ưu đãi tín dụng, các mô hình nhằm nâng cao nhận thức của người dân tiếp cận nguồn vốn vay. Thông qua đó mở rộng và phát huy vai trò hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 20 tháng 10, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trà Vinh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp với cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tám, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trà Vinh. Tại chương trình đối thoại, đoàn viên thanh niên đã có 15 câu hỏi trao đổi liên quan đến các vấn đề như nhu cầu vay vốn cho đoàn viên thanh niên khi khởi nghiệp, về tiêu chuẩn để phát triển đảng viên là học sinh sinh viên, một số giải pháp nhằm thu hút đoàn viên thanh niên phấn đấu để vào đoàn. Đảng ủy khối có giải pháp hay định hướng nào cho cấp ủy trực thuộc đảng ủy để giúp cho hoạt động của đoàn cấp cơ sở được nâng lên, các tiêu chuẩn khen thưởng cho cán bộ đoàn. Những vấn đề thắc mắc của đoàn viên thanh niên đã được lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, trả lời với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối nắm bắt những chủ trương, chính sách của tỉnh đối với công tác chăm lo, phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là chiến lược, kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của chính phủ, nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh trà Vinh giai đoạn 2022-2030. Đồng thời tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh trà Vinh năm 2022. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trà Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở đối tượng năm khóa 17 năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 học viên đến từ các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trà Vinh. Qua 2 ngày học tập, các học viên đã tiếp thu 4 chuyên đề về chi bộ đảng bộ cơ sở, với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua lớp bồi dưỡng này sẽ giúp các học viên nắm bắt, cập nhật những kiến thức mới, trang bị cho cán bộ đảng viên cơ sở về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
quan điểm chủ trương đường lối của Đảng trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giúp cán bộ đảng viên cơ sở nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống, năng lực công tác và năng lực cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Âu Lạc vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị về thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh tại các hợp tác xã. Theo nội dung ký kết, về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Âu Lạc phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh trong triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh tại các hợp tác xã trên cơ sở các hoạt động chi tiết được thống nhất hàng năm. Theo đó, mỗi hợp tác xã tham gia mô hình là tổ chức sản xuất kinh doanh tự chủ, hoạt động có lãi và cạnh tranh thành công trên thị trường. Đồng thời khuyến khích phát triển hợp tác xã gắn với sản xuất an toàn, hữu cơ sinh học, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Cử chuyên gia chuyển giao kiến thức và chuyên môn thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn về sản xuất an toàn sinh học nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các thành viên hợp tác xã, hướng dẫn cho các hợp tác xã thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp, phát đồ dinh dưỡng cây trồng, vật nuôi an toàn định hướng nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức hội thảo chuyên đề để đánh giá việc triển khai và thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh tại tỉnh Trà Vinh. Về phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn giới thiệu các hợp tác xã tiềm năng tham gia mô hình trên cơ sở các tiêu chí do đơn vị quy định nhưng phải phù hợp với ngành lĩnh vực đã được thống nhất ở nội dung trên. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ kết nối giữa công ty Âu Lạc với các hợp tác xã khác ngoài mô hình để nhân rộng, đảm bảo đúng mục tiêu, phù hợp với hoạt động đúng luật pháp, có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho hợp tác xã thành viên, đảm bảo sự phát triển đồng kịp bền vững. Ngày 19 tháng 10, Công đoàn Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh làm lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Trà Vinh 1 và Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh. Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Trà Vinh 1 đăng ký thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 9 năm 2019. Trong thời gian qua, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế đã tạo điều kiện cho công nhân tìm hiểu nghiên cứu điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đến nay đã có 29 công nhân, 2 công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Trà Vinh 1 và Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh làm đơn tham gia vào tổ chức công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định 29 đoàn viên công đoàn của 2 công ty, đồng thời bầu 2 chủ tịch là ông Trương Phú Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Trà Vinh 1 và bà Trương Thị Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, đánh giá cao tinh thần phối hợp tích cực của Ban Quản lý Khu Kinh tế, đặc biệt là Công đoàn của Ban Quản lý Khu Kinh tế đã tạo điều kiện cho công ty doanh nghiệp thực hiện quy định của Công đoàn Việt Nam ra sức nâng cao năng suất, đưa doanh nghiệp phát triển. Mong rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc công ty để giúp đoàn viên công đoàn phát huy được hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Ngày 22 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh kết hợp với Đoàn bác sĩ phẫu thuật mắt nhân ái Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám phẫu thuật điều trị các chứng bệnh về mắt cho hàng trăm dân nghèo ở huyện Cầu Ngang và hai tỉnh Bến Tre và Bạc Liêu. Tại đây có hàng trăm người dân nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được khám và phẫu thuật điều trị miễn phí các chứng bệnh về mắt. Đây là hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa nhằm giúp cho dân nghèo ở nông thôn được khám điều trị kịp thời các chứng bệnh về mắt. Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn Thanh Quế ở thị trấn Cầu Ngang, đã hơn 10 năm nay, mắt của ông bị gờm, làm ảnh hưởng đến thị lực. Nhưng ông không có điều kiện đi khám và điều trị ở cơ sở y tế tuyến trên. Trước kia cũng có đi khám ở bệnh viện ở thành phố cũng lâu năm rồi. Nhưng mà cái là người ta cũng nói là có còm, hiện tượng có còm. Nhưng mà chú lúc đó là chú thấy là kinh phí nó cao quá. Chú thấy không sẻ, là chú đi về. Mà hôm nay có đoàn từ thiện xuống tại huyện thì quá mừng, quá phấn khởi. Tạo điều kiện cho dân vậy là rất tốt. Hai trường hợp của bà Kiều Thị Lệ Trinh ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang cũng bị kém thị lực trong 2 năm nay. Nhưng không biết nguyên nhân, do hoàn cảnh khó khăn không được thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa, nay được đoàn khám mắt từ thiện đến khám, bà hy vọng mắt bà sẽ được điều trị khỏi bệnh. Tự nhiên nó mờ, mắt không sáng gì, tự nhiên nó mờ, cái không có thấy nhìn chữ chút xíu là không có thấy chữ luôn. Nghe được khám mắt miễn phí, khám mắt xuống có đoàn khám mắt thì mừng, cho nên là đi khám. Theo đoàn bác sĩ phẫu thuật mắt nhân ái Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt khám điều trị các chứng bệnh về mắt lần này, đa số người dân đều mắc hai chứng bệnh, đó là còm khô và mọng thịt.
với các chứng bệnh này sẽ được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám và điều trị một cách tốt nhất cho bệnh nhân. Rất có lợi cho bà con, bởi vì thứ nhất là bà con mình không có điều kiện để đi tới những cái thành thị lớn để mổ, chẳng hạn như là thành phố Trà Vinh hoặc là đi lên thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi sẽ tới đây để phẫu thuật cho họ với những cái trang thiết bị, với những cái bác sĩ mà lành nghề, đã đi mười mấy năm nay cho hội, thành cái chất lượng về phẫu thuật thì cũng rất là tốt. Bà con đỡ phải chi phí, đỡ phải vất vả trong một cái cuộc đi xa để phẫu thuật. Bác sĩ Trần Thanh Danh cho biết thêm, trong những năm qua, đoàn bác sĩ phẫu thuật mắt Nhân Ái, Hội Bảo trợ Bệnh Chân Kèo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt khám phẫu thuật điều trị các chứng bệnh về mắt cho người dân nghèo ở nông thôn. Riêng đợt này, đoàn sẽ phẫu thuật điều trị các chứng bệnh về mắt cho khoảng 200 bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Do Chi hội Bảo trợ Bệnh Chân Kèo Nhân Hòa và Tỉnh xá Hòa Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Và theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, đoàn bác sĩ phẫu thuật mắt Nhân Ái, Hội Bảo trợ Bệnh Chân Kèo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt khám điều trị miễn phí cho dân nghèo ở tỉnh Trà Vinh cũng như các tỉnh khác trong khu vực. Mà Hội Bảo trợ Bệnh Nhân Nghèo của thành phố và thường xuyên tổ chức những cái đợt đi khám cho tất cả những cái tỉnh miền Nam luôn. Ở đâu mà tỉnh nào mà bà con vùng sâu vùng xa mà những cái bệnh viện người ta thấy ở bà con ở quê mình mà có những cái bệnh đục thủy tinh thể này nhiều, không có điều kiện thì người ta sẽ gửi một cái thư ngõ lên hội, thì hội sẽ tổ chức để đi khám và điều trị cho bà con. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đã tổ chức được 4 đợt khám điều trị bệnh miễn phí cho trên 1.300 bệnh nhân nghèo, trong đó có 2 đợt khám điều trị các chứng bệnh về mắt. Và từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ có nhiều chương trình phối hợp với các nhà từ thiện tổ chức thêm ít nhất 2 đợt khám điều trị bệnh cho dân nghèo trong tỉnh. Thưa quý vị, các bạn, hỗ trợ sinh kế, giải quyết việc làm cho người lao động là mục tiêu hàng đầu trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua các cấp hội phụ nữ Trà Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm cho lao động nữ, giúp họ tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xác định tạo việc làm, nâng cao thu nhập là đòn bẩy để phụ nữ nông thôn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Đi đôi với việc duy trì phát triển nghề truyền thống, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, hỗ trợ thành lập hợp tác xã cho phụ nữ làm chủ. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức cho hơn 400 lớp dạy nghề đan đát, tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 10.000 hội viên phụ nữ, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn. Chị Nguyễn Thị Lê Hằng, một trong những người khởi nghiệp phát triển kinh tế thành công tại xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần chia sẻ, nguồn nguyên liệu cộng dừa tại địa phương rất dồi dào, thế nên chị mạnh dạn học nghề làm chổi cộng dừa để tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế. Ban đầu những chiếc chổi do tự tay chị làm ra được chị bán ở chợ xã và chợ huyện Tiểu Cần. Vì chổi có độ bền, đẹp, chất lượng tốt nên được nhiều người lựa chọn. Đến năm 2012, từ nguồn vốn vay và được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành địa phương, chị Hằng quyết định thành lập cơ sở bó chổi cộng dừa Lâm Hải. Chị Hằng cho biết cơ sở sản xuất 40.000 cây chổi cộng dừa mỗi tháng, 10 ngày sẽ xuất hàng một lần. Được nhờ Hội Phụ Nữ huyện được quan tâm rồi dự án AMD hỗ trợ cho được nhà xưởng và nhà kho. Rồi thị trường, rồi nay là chị hàng hóa của chị là đi bán được ở Thanh Hóa, Hà Nội, rồi Đồng Nai, rồi Bình Dương, các tỉnh lân cận. Cơ sở chúng tôi mua nguyên liệu là hai loại, một loại là cộng dừa khô ở địa phương, các xã rồi ở huyện luôn, rồi một loại nữa là mua của Bến Tre. Là cọng lá. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, số lượng nhân công làm việc tại cơ sở của chị Hằng ngày càng đông hơn. Từ khoảng 20 người ban đầu đến nay đã tăng lên 40 người, hầu hết đều là phụ nữ ở địa phương. Chị Phạm Trúc Ly làm việc ở cơ sở bó chổi cộng dừa Lâm Hải được 3 năm nay. Lúc trước chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống, sau đó chị tìm đến cơ sở Lâm Hải của chị Hằng và được dạy nghề, học việc. Chị Ly cho hay để bó được một chiếc chổi cộng dừa phải trải qua 4 công đoạn,
mỗi người làm một công đoạn khác nhau, làm riết rồi cũng thành quen, mỗi ngày thu nhập cũng gần 200 ngàn đồng. Vô bó thì một ngày em làm kiếm cỡ 90-100 cây, rồi một cây thì nó 1.700, nó tung ra mặn thì nó cũng được ổn định này kia nọ, rồi chứ có dịp chăm sóc về con cái này kia nọ cũng được á, bởi vì mới mặn ở đây. Để giải quyết việc làm giúp phụ nữ tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều năm qua các ngành các cấp tập trung quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, tạo ra khung pháp lý chính sách thích hợp để phụ nữ có điều kiện tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhiều giải pháp đồng bộ được đặt ra nhằm đảm bảo mục tiêu cải thiện cuộc sống cho phụ nữ nông thôn, thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đặc biệt là hỗ trợ vay vốn tín dụng. Hội phụ nữ có quyền bảo lãnh bằng tín chấp cho phụ nữ vay một khoản tiền nhỏ tại ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Phụ nữ được vay tín dụng với mức lãi suất thấp. Các hộ nghèo và hộ do phụ nữ làm chủ hộ được nhà nước ưu tiên cho vay từ ngân sách phục vụ người nghèo. Trên địa bàn tỉnh có 1.817 doanh nghiệp, trong đó nữ làm chủ doanh nghiệp 422 người, chiếm hơn 23%. Đến nay có hơn 3.430 doanh nghiệp, trong đó nữ làm chủ doanh nghiệp gần 890 người, chiếm gần 26%. Đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tập trung hỗ trợ nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường. Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh Thị Thanh Xuân, ngụ ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần cho biết, cơ sở thành lập vào giữa năm 2021, kinh doanh ngành hàng may mặc gia công theo đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Hiện cơ sở có 10 máy xe lai, giác sổ, canh sai, cắt chỉ, mỗi tháng xuất hơn 10.000 sản phẩm đầm thời trang cho công ty đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2022, chị được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển để đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất. Tôi làm ở Mỹ Phong được 6 năm mấy, gần 7 năm, cũng như là rồi cái dịch bệnh, rồi nghỉ, rồi mới thành lập hồi năm 2021. Rồi năm nay là năm 2022, là cũng gần năm. Rồi cũng gần đây sớm chị em thấy cũng có không có công an chuyện làm gì dịch, rồi thấy mở ra cơ sở mai tư nhân cho chị em đồ vô mai cũng kiếm đồng ra đồng vô về nuôi con. Nhờ có vốn khởi nghiệp 50 triệu của phụ nữ hỗ trợ thì gia đình cũng rất là vui, mở ra công ăn sự nghiệp cũng rất là vui mừng, cũng là có số vốn để mình phấn đấu lại làm từ đầu năm để có số vốn mình mở rộng ra thêm máy móc. Trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần thì là rất là quan tâm tới cái hoạt động là hỗ trợ cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, mà đặc biệt là hỗ trợ trong các cái lĩnh vực như là để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho chị em ở lao động nông thôn có được cái việc làm, tăng thu nhập để góp phần là giảm nghèo ở địa phương. Rồi các cái lĩnh vực mà hội tập trung hiện nay đó là về hỗ trợ trong cái các cái hoạt động như là cơ sở may mặc nè, rồi các cái dịch vụ mua bán, rồi thủ công mỹ nghệ, đan đá, vân vân. Rồi riêng cái năm 2022 đó thì hội cũng đã được hỗ trợ từ cái nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp á, với số vốn là 330 triệu đồng cho các cái lĩnh vực như là các chị em hỗ trợ các cái cơ sở mua bán dừa trái, rồi cơ sở đan đát thủ công mỹ nghệ, rồi cơ sở dịch vụ vật liệu xây dựng. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về học nghề và việc làm cho phụ nữ, tăng cường tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về các chính sách dạy nghề, học nghề liên quan đến phụ nữ. Song song đó, hội chủ động phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ, giúp họ có thêm thu nhập, phát triển kinh tế, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày. Thân mến, chào tạm biệt.